Chỉ số dư lượng nitrat được quản lý chặt trong an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhìn bằng mắt thường rất khó nhận biết và tính toán dư lượng nitrat, trong khi hàm lượng nitrat ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài chứ không tức thời. Hàm lượng nitrat là một trong những chỉ tiêu an toàn về thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Nitrat chủ yếu có trong nguồn gốc từ phân đạm. Nếu bón phân đạm quá nhiều lên rau sẽ để lại hàm lượng nitrat nhiều. Nitrat tồn dư vượt ngưỡng cho phép trong thực vật, ăn liên tục sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến gan thận tác hại của nitrat là ngấm lâu dài và có thể chuyển hóa thành nitrit rồi kết hợp với một số chất là nguyên nhân gây ung thư. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có 35% số bệnh nhân trên thế giới mắc ung thư liên quan đến yếu tố không an toàn trong thực phẩm. Để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn giảm dư lượng hóa chất thì việc thay đổi tập quán hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ là rất cần thiết. Các chuyên gia nông nghiệp phân tích để giải quyết bài toán này thì việc giải độc đất cần phải được tiến hành thường xuyên và liên tục góp phần đưa ra lời giải này sản phẩm giải độc đất của công ty phân bón ba lá xanh đang được bà con nông dân đón nhận trong nhiều năm qua